Dạ alo, dạ em nghe nè chị Linh. Dạ chị thông cảm giúp em nha, con em bệnh mấy bữa nay á. Dạ tối mai đi, tối mai em gửi kịch bản liền cho chị. Dạ dạ em xin lỗi chị nha. Dạ dạ em cảm ơn chị. Dạ, alo, em nghe rồi sếp. Dạ, đợi nữa sếp. Dạ, dạ, dạ. Thank you.
yêu thương chúng ta tìm về một hoàng thương xưa đang nghe thời gian thôi đưa.